Bác cũng có lời khuyên với con cháu khách hàng các nơi, tỉnh, các nơi, chỗ, các nơi. Những cái thuốc mà bác nói bác cung cấp trên điện thoại thì không có đâu. Con cháu cũng muốn bệnh hoạn gì đó phải tới bác tư hỏi thăm mà bác tư mới biết, bác tư mới cấp thuốc được. Còn cái chuyện thông tin đại chúng này bác không có thông tin đại chúng, không có gửi thuốc, gửi men gì cho ai được hết. Cô bác nghe cũng cũng hiểu là trước giờ ông Tư tuyệt đối không gửi thuốc đi nha cô bác. Ví dụ sau này có ai mà lấy hình ảnh ông Tư hoặc là mạo nhận số điện thoại của mình hoặc là số điện thoại của anh ông nói cho nó để mà nói việc mà nó gửi thuốc này kia nọ thì việc đó là tuyệt đối là không có nha. Còn ví dụ như mọi người muốn trị bệnh thì phải xuống trực tiếp nhà ông Tư. Còn trên số điện thoại mọi người muốn biết địa chỉ hoặc là muốn đảm bảo việc đó chính xác đó, thì điện vào số điện thoại của mình và anh ông. Thì mình cũng có để cho nó, anh ông cũng có để rồi điện, mà khi mà nói cái giọng của hai anh em thì mọi người cũng biết khi mà đúng giọng người nói thì mọi người hãy tin nha, mà tuyệt đối là ông Tư không gửi thuốc đi. Em cháu biết cái mình gọi câu tiền mất tật mang, mình gửi thuốc rồi nó gửi tiền gì vài trăm ngàn, cái mình uống mình trị không không phải thuốc của mình, rất nguy hiểm cho bệnh nhân đó. Con sợ trường hợp đó, tôi sợ mà ông nhận. Ví dụ như cái số điện thoại họ làm cái số giống cái số của anh Năm hoặc giống cái số con, cái đầu họ lấy hình ảnh ông Tư lên, cái đầu họ tự lấy thuốc của họ và thuốc của ai đó họ cung cấp ra cho mọi người. Rất nguy hiểm. Cô bác người ta bệnh người ta cũng đâu có biết cái việc họ làm đâu. Còn nếu những người làm mà người ta sử dụng hình ảnh và số điện thoại mà chân thật á, thì cái điều đó cũng tốt, tại vì giúp nhiều người biết cái ung thư để trị bệnh, nhưng mà việc gửi thuốc đi là thì đó không có gửi đi được, không có gửi cho bất cứ ai mà Không giúp thể gì. nào không có bệnh mà gửi thuốc cho ai được hết. Mấy em út thông cảm cái chuyện đó. Với lại con mục đích con đăng lên là để tránh sự hiểu nhầm giữa ông Tư với con với anh Năm, sợ mọi người đăng cái clip lên cái đưa số điện thoại của tụi con lên cái trên đó, cái nhiều khi mọi người hiểu nhầm rồi cái tụi con có gửi thuốc đi cái này cái kia cái nọ, ông Tư có gửi này kia nọ. Phải cẩn thận cái vấn đề đó, Nhưng mà ông Tư đó giờ cũng đâu có gửi tình trạng nào gửi thuốc đi đâu. không gửi đâu. Tại con thấy nó có nhiều cái nó con sợ hiểu nhầm thôi, với lại nhiều người người ta bị lấy hình ảnh ông Tư đi để trục lợi vấn đề riêng của họ, họ gắn ghép cái điện thoại của họ Cô vô hoặc bác là cái anh này chị cái kia cái em nọ. ráng cẩn thận đó, bây giờ đời này quá lừa đảo lường gạt nhiều quá rồi. Cẩn thận để tiền mất tật mang. Đích thân đến tôi coi tôi mới cấp thuốc được, hay trị ra liệu được, chứ còn không có đến thì cái vấn đề gửi thuốc thì không, tuyệt đối không có bao giờ có. Thuốc thì ông Tư có trị những cái loại thuốc như diêm son có nè, mình trị có người bệnh rắn, bệnh dờ leo cũng có luôn, có mục độc là kia nọ, một số mục độc thông thường ông Tư cũng trị được bình thường. Nhưng mà việc mà để gửi thuốc đi cho cô bác tự túc mà để sử dụng thì ông Tư hồi xưa giờ không có làm gì đó. Với lại cái vấn đề tính mạng của mỗi con người nó quan trọng lắm, cái gì cũng phải tới thầy thuốc để tư vấn cho nó kỹ vấn đề mình sử dụng thuốc sao, nhiều khi mình trong cơ thể mình nó không hợp với loại thuốc đó mà mình đi sử dụng vô thì nó hết cái này mà nó phá cái thằng kia. Thuốc thì nó đa dạng thuốc, nó rất nguy hiểm cho sinh mạng người bệnh. Sử dụng thuốc phải tới nơi tới chỗ, chứ còn nói trên thông tin đại chúng này không có sử dụng được, không có xài gửi gắm hay gì được, nguy hiểm lắm. Cô bác anh chị em nào cũng phải cẩn thận vấn đề đó.
Tại con muốn đăng clip này lên để mọi người biết, thì sau này ví dụ có ai đó mà không nhận cái tên tuổi ông Tư, mà không nhận số điện thoại của con và của anh Năm ấy, và làm cái điều gì nó không đúng cho mạng xã hội ấy, thì mọi người cũng sẽ thấy được clip này, cũng tránh vấn đề gì ông Tư sẽ bị oan vấn đề sau này. cảnh giác Dạ. tuyệt đối, không có vụ gửi thuốc cho thuốc bất tử thì được đâu. Hôm nay thì không có anh Năm, không có anh Năm thì con cũng nói với anh Năm cũng cái vấn đề đó, vì tại vì số điện thoại con thì không có trên đó, chỉ có số điện thoại của anh Năm thôi. Nhưng mà cái số đó thì con cũng chưa chắc là số của anh Năm, để con trực tiếp con gặp anh Năm con hỏi kỹ lại có phải là số của anh Năm không, mà số điện thoại bây giờ nó giả cũng rất là dễ, nó giả danh số điện thoại rồi giả danh cái này cái kia tài khoản nó giả còn được, mà muốn gì là số điện thoại nó không nó giả cũng dễ lắm. Nguy hiểm quá. Tại vì con thấy là cũng hơi lạ, tại vì họ đăng lên nó nói là đệ tử của ông Tư, nó anh Năm là đệ tử của ông Tư. Con thấy vậy có số điện thoại này kia nọ, cho con muốn cho mọi người cảnh giác thôi chứ không có gì hết. Còn anh Năm thì anh cũng không có biết cái thuốc của ông Tư, thành ra là ông Tư là chỉ thuốc là chỉ vậy thôi. Còn anh Năm xưa nay thì cũng khi mà điện thoại tới hai anh em thì cũng nói là xuống tại trực tiếp nhà ông Tư, chứ không có việc mà nói gọi thuốc đi. Ai điện tới là anh em mình nói vậy, còn nhắn tin thì mình cũng nhắc vậy thôi. Cẩn thận cái vấn đề đó, nguy hiểm. Không cứu người mà mình giết người chết đau khổ. Thuốc diêm xoa thì nhiều 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 cái loại thuốc, tại vì trước giờ có rất là nhiều người người ta cũng sử dụng thuốc này thuốc nọ thuốc Người kia, ta bào chế, người ta bán hàng khối đấy. bào chế bán nhiều lắm. Có 2-3 ngàn gói à, nó vô một nó băng là một 100 gói có mấy chục ngàn bạc, người ta uống không hết, người ta lên mua trị hết, uống thuốc rồi uống riết rồi người ta sợ thuốc luôn, không uống. Ví dụ lần các nhà thuốc cũng bào chế thầy hành với nó lấy lần nó cho ông 200-300 gói Cho ông Tư để ông Tư tặng cho những cái người bệnh hả ông Tư? có tặng đâu, cho thì cũng cho chứ còn mình nhận vậy thôi, để đó vì trong đó nó đề cảm mạo thương hàn được mình đều uống hết, nhức đầu cảm sốt rồi đó, viêm mũi, cái thuốc đó không không kết quả rồi mình lấy gì cài chứ, thiếu gì tăng đó. Thuốc men giờ con ở có người trị bệnh trị đã hết tiền mới lên đây đó, cũng theo thuốc theo riết rồi đuối rồi nghỉ theo rồi nghe người ta chỉ mới lên đây trị hả, sợ thầy quá thầy. Mà thuốc kim son ông Tư trị thì con thấy cô bác khi mà tao tới đây ta cũng những người mới thì chị cũng một lần hai là cũng hết. 100% con thấy cho nó kết quả đó, mình chính đích thân ông thầy thuốc mình cũng mừng, cô bác mình đã hết bệnh mừng. Mà có cái ví dụ như cái người đó về mà họ trị hết rồi, có người cũng 2-3 năm sau họ mới tới ông Tư nữa, nhưng mà khi mình hỏi ra thì mới biết là họ họ ăn uống này kia nọ không cử kiêng, Không kiêng cử thời gian trị bệnh. họ ăn uống này kia nọ nó nhiều cái chất nóng rồi chất này kia nọ vô, cái thời gian sau cái nó bị lại. Hồi xưa tới giờ ông trị có một thằng lâu đời nhất rồi, trước ông còn đi săn á, cái thằng đó nó đi kéo lưới cho ông nữa, rồi giờ vợ chồng con cái kéo hết đi cưa bom nấu đạn rồi, Thôi làm cái lò đó làm như của nhà nước hay gì đó, không nghe nó nguy hiểm quá không Tư. nguy hiểm. Vợ chồng con cái hình như cái công ty đó nó nuôi luôn gia đình,
cũng mừng hết trong gia đình đó. Rồi cái người đó bị viêm xoang cho nó bị nặng lắm hả ông tư? Nặng lắm, nó đi kéo lưới với ông ở nhà người Tây. Mà nó văng giọng ở sau hè. Nó ngủ rồi nhỏ Tây nó nói, ông Tư ơi, hỏi gì con? Ông đuổi anh này đi đi, anh này anh ở dơ lắm. Tao hỏi gì đâu, con nói ở dơ tao cười. Nó nói anh thúi lắm. Nó khạc đồm để con đi qua đi lại cứu quắc gì thì chết sao chịu nổi. Hay là bên trong nó là mũ gì? Mũ không à, nó khạc là mũ đóng đóng dòm. Nó nói vậy mình mới đi kiểm tra coi. Tao nói mày bệnh mày không cho hay sao biết. Bữa mới lấy vấn cho anh Út. Anh Út bữa trước bữa sau mà nó đâu ngủ xuồng với ông đâu, nó ngủ trên bờ không à. Tao có mình tao ngủ xuồng. Hết. Ông sợ nó hôi ông tôi ngủ không được hả ông tôi? Nó hôi thú quắc chứ sợ gì. Nhưng mà ông sợ ngủ chung với ông tôi là làm được. Ừ, nó cũng sợ. Nó còn thở ra túi ịnh, chịu không nổi. Từ cái thằng đó con bây giờ chắc cũng 40-50 năm nay rồi. Nó bệnh. Vậy là thuốc viêm mũi này ông Tư biết mấy chục năm rồi hả ông Tư? Lâu lắm rồi con. Nhưng mà có một số cô bác người ta bị viêm mũi người ta không có hút được vậy ông Tư, có những cái loại thuốc nào mình có thể bào chế ra mà cho người ta giống như là người ta uống hay gì không Tư? Vì con biết mũi này con di trùng nó ở khứu giác mình này. Con uống nó biết chừng nào nó diệt rồi thuốc mà nó tan biến ra nó diệt con đó. Chết con đó là cả những đề trực tiếp con ung khói như mũi vậy đó. Là nó chết bà nó liền. Bây giờ ông mới nói với bệnh nhân, mấy người bệnh nặng hút đúng cách 3 ngày bảo đảm là hết bệnh. Nhưng mà bị ông cho luôn luôn là phải 20 ngày không à. Cho người ta hút kéo dài cho nó hết. Rồi có người, nhiều người bệnh người ta biết lo lắng cho thân người ta đỡ lắm con. Có người tao thấy. Nhưng mà hiện nay con thấy hầu như là tầm khoảng 80% là con người mình đã đang bị viêm xoang hết, có người nặng nhẹ thôi. Nặng nhẹ. Dạ. Thì con thấy ăn độc, uống độc rồi hít thở độc, nhất là hít thở. Đi đó đây con thấy khói bụi giờ con biết rồi. Nhưng mà viêm xoang thấy trên mũi mình cho mà nó ảnh hưởng ghê lắm Tư. Mất trí đó mày. Mà con mắt biết lỗ tai. Đầu tiên bị nó ăn trên đầu não mình không à. Rất nguy hiểm, chứ đừng nghĩ nó. Có anh thằng năm đó ở Trà Vinh lên đây, nó người dân tộc. Tức là nó không biết nó nguyện giái gì bên đó, nó không biết nó đi núi cấm, nó cúng lại theo mấy chùa nào nó cũng đi cúng vậy đó. Đi lại chùa lại cúng vậy là gì à. Thì cái nó ghé nhà con đệ tử nó ở núi Bà Đội nè. Cũng lên đó cũng giếng cúng. Con đệ tử nó sợ bây giờ mời anh đi tôi cũng chở anh lên sư phụ đi. Chở lên đây thế mà nó không dám nói chuyện mình nó tên. Nói hơi túi bay đó. Vậy là bị nặng lắm, nặng thôi. Nặng lắm. Bè, nó, tao biểu nó hả họng coi mà giờ nhưng mình ngậm cái gạo tắm trong họng. Một á. Cái đó là biểu gì không đó? Viêm mũi á con. Ồ, viêm mũi mới tràn cái thứ đó luôn á. Tràn ra họng đầy nhóc họng. Vậy nó mới thúi vậy đó. Tao nói đây được rồi, giờ đây mình cho điều trị cho mày. Nó không ăn, không uống mấy tuần à. Uống nước không? Chỉ uống nước. Bữa tao trị như bữa trước bữa sau cái tao biểu chị Út mình nấu cho nó tô cháo nè ăn, đói quá lâu ăn hết ăn tao nó không sao hết. Ở đây trị đến 3 ngày hết rồi cho gì
cho về cái gần Tết tháng 8 mình nè. Dạ. Đồn Tà chỗ bà xa chanh xa nè, đưa nước rước nước ủ nữa, ăn thịt heo quay với bún nước lèo bù hóc á. Dạ. Ngã ngang chết rồi, hết mấy tháng rồi đó. Trúng không? Được. Trúng rồi. Rồi rồi. Lấy nó lấy Đồng Tà. Đồng Tà. Hôm nay ăn thịt heo quay rồi bù hóc bún nữa, sao không chịu nổi? Sợ nó bị mắm không được. Ừ. Trúng mắm. Mắm. Nhất mắm bù hóc. Dạ. Bên ta tại cái mùi vị đó người ta thích, khẩu vị người ta thích. Người dân tộc người ta cần thích nhất là bù hóc. Mình đây cũng vậy cái chuyện tư, người Nam mình thì người miền Tây mình cũng thích ăn mắm lắm chứ. Không, mắm của mình nó khác, mắm kia mày mà không quen mày hử nó mày té ngửa luôn. Yeah. Nó gắt, nó khó chịu lắm. Nhưng mà con mắm của họ nó không có đỏ nhưng mà của mình té mát thì nó ghê lắm. Còn nước với xương không mà. Yeah. Do họ ăn quen. Bây giờ mắm thì chỉ có mắm cá chốt là ngon thôi. Cá sặc vừa bị nó xương chứ cá sặc ngon. Nó thơm hay sao đó? Thơm. Dạ. Cá sặc con ăn con nguội con ghiền luôn. Trang. Mày bỏ nó không được. Hồi đó tao mần cá sặc. Thêm lô bà nội văn lưới làm cho hết. Cá sặc điệp mình không được? Ừ, cá sặc của mình đông. Mùa đó con ba ngón chắp lên con mần cá thơm. Mần một hai hũ để dành ăn. Dạ. Nó còn mắm sống, còn cá bông, cá lóc thì ăn không lợi nữa. Mắm cá sặc là ngon chứ. Con cá trê là ăn xấu nhất, mày ăn cá trê cũng như mày ăn trái chuối thúi vậy. Vì anh mần mắm vậy là anh ấy con đem ra anh rã rời trên. Kỳ vậy đó. Mày chân ra rã rời hút nước bởi người dân tộc mần mắm mùa hốc. Cá nó mần dễ cắt đầu chặt đuôi ha. Dạ. Rồi nó mới cột dưới sông nó ngâm nước 2-3 ngày vậy, cho sình bình lên. Nó đem lên phơi nắng 2 ngày nó mới vô muối. Vậy là nó mau ra con mắm lắm thôi. Ừ. Anh vô muối cho mặn mà anh muối mặn muối thính anh chân lần một. Dạ. Rồi anh ém vô hũ đó là 2-3 bữa sau anh ăn. Tao đi trên cái bà mà tao tính cưới con có bà cho anh hai mày ăn. Tao nói nhỏ nó nguyên mà nó trắng như người Việt nó kỹ. Dạ. Bà nội nhỏ nó kỹ, tao thấy ông già nó cục giò mà không thương tao dữ lắm. Tao nói ông bà chịu liền. Anh đừng có lo gì hết, anh lên đi. Lên bao nhiêu người cũng được, mà đây tới gò chát luôn mà chạy hơn ngày trời cũng tới. Cha thầm thầm. Cô kia có chịu không ông Tư? Hả? Cái cô kia có chịu ông chú Hai không? Nó không biết tiếng Việt nữa. Vậy về cũng khó nói chuyện. Thì bởi vậy người ta suy nghĩ hoài. Mà thấy con nhỏ nó người dân tộc mà nó kỹ. Dạ. Chị nó, hai chị nó có chồng có con ở ăn mà chén đũa nó về. Nó đi cắt lúa về, nó cắt lúa đâu gần Nam Giang đến. Dạ. Bị dưới mình thì ngập nước hết rồi, trển nó còn cô. Nó nhằn, nó chửi chị em nó khóc. Mà dòm nồi trách nó không có cái nồi nào, nó chụm củi không có dính lọ. Dạ. Mình biết nó kỹ rồi. Lần nào đi săn lên đó, lên ở đó phải chơi 3 ngày. Ở dưới đó, trên trại lô nó cắt dài như cái lòng chợ mình. Dạ. Nó lót đăng 3-4 lớp. Vậy là ông Tư lên ông đó, ông thích ông Tư ghê lắm rồi. Thích lắm. Rồi bữa đó ông được con cá bông đâu chứ 9-10 kg gì đó. Bà mới nói rồi anh lên tôi mần bù hóc cho anh ăn. Dạ. Bà bắt cá bông lấy xương với lấy ruột lấy đồ này kia nấu chua nhậu liền. Còn thịt bà thái ra khúc nhận hũ nhỏ nhỏ cơ mà. Thấy bà hơi bà ấy để muối vô bà để cho trình đem ra mình nghe nó bù hóc mà giật mình chưa có ăn. Thì thấy con cá cội nguyên à. Dạ.
bả làm bả chân mở trăng nhóc luôn á, mình đi trăng mà múc mở trăng vô cái chân chân với rau thơm này kia, công nhận chấm rau ăn ngon cực kỳ. Lúc đem ra đầu tiên thì ăn nó không được, mình tới chân lại ngon không tôi? Ngon bị bả nguyên cá bự bả muối vô rồi bả tôi trao tính lượt một, mình tưởng bả nói 3 ngày anh ăn được rồi, mình tính 3 ngày sao ăn 3 ngày bả chưng dễ ăn ngon cực kỳ, chấm rau ăn quá. Cái mùi nó giống ngón mình không hẳn hay là nó hơi thối thối hay không tôi? bả mần ngồi chưa có túi bị cá tư bả xẻ ra bả phơi khô nắng hay nắng rồi bả muối à. Cách đó cũng gần giống như cách người Việt mình làm rồi. Bả đúng là mần ăn được. Vậy là bả ở là giáp danh với người Việt mình ở dưới này. Bả ở Gò Chát tỉnh đó, Gò Chát ngang Phú Lương đó. Ông đặt con cá tra đâu 50-60 kg, ông khứa cho tao, ông khứa tao đâu ăn cá tra mấy chục năm không ăn cá tra gốm á, cho anh hai mày với mấy thằng kia ăn một khứa nó gần cái đuôi mà ba lớn không? đâu chừng tắt ăn đâu 4-5 ngày mới hết khứa cá. Mà cá bự quá ăn nó hết ngon rồi chứ. Ngon mày, bự con da như vậy một bóng tay con kho lâu rồi con ăn nó cũng ngon thôi. Thứ cá lớn kho nồi xuống mấy giờ không tư? Đánh nồi bự lắm rồi, nồi bự nữa. Vậy là đó ông tư dự trù những cái ngày mà đông người cái đầu nấu nồi to thôi. Nhậu nấu nồi bành kia gì không, đang nồi hai thằng kia mình đi trăng trồn rồi kia trồn con bắt với rắn rồi này kia xào, thì tao bắt con trồn đánh dỗ ông già thằng đó. Em nó dặn được trăng 7,5 kg, tao bắt con trồn được 7-8 kg. Bữa nó nhậu trăng với trồn không, đồ ăn trở lại chỗ hết nha.